gì? Vâng, Parmidan trong tay của game thủ nó một. Vâng, Minoan trong tay của game thủ Hello Chibo phía bên kia đó, một Yamato, một Choson. Vâng, theo anh ấy báo về là như vậy. Nhưng mà nói chung là Chibo vẫn cần vâng mở bát ra một lần nữa để cho anh Kiên có thể nhập quân. Rồi, mở bát ra. Không biết là anh Kiên đang nhập quân được chưa? Đây là trận đấu cuối cùng rồi. Vâng, vừa mở bát nhanh thế. À đây rồi. Vâng, Gia cho Son, ok, như vậy là đã xong. Gia cho Son và Min Ban quân là đẹp hơn dành cho thành viên của bên phía team GameTV trong trận đấu cuối cùng. Và chúng ta cùng chờ đợi một tên bất kèo đến từ các thành viên của bên phía GameTV. Vâng, phải chăng là bật kèo trong buổi giao dịch hôm nay? Vâng, thả hai trận cho đối phương chủ quan và bật 3-2 trong trận đấu cuối cùng. Vâng, câu tiền máy của tất cả anh em khán giả. Vâng, với việc đánh ở quán thay vâng quán Paul thì vâng bởi vì tiền máy quay kèo là cố định cho nên là vâng để có thể vâng là lợi ích nhất thì các thành viên của bên phía Game TV đã cố gắng vâng kéo dài trận đấu nhiều nhất có thể để ít nhất là vâng lãi được cái tiền điện. Vâng, đây một bài Minoan có quả phụ, đây một bài heal, hai bài heal dành cho Minoan, không có đủ đồ về dành cho chiếc bò trận này, nhưng mà đây một bài được khỏe. Màn hình máy tới từ game thủ Nú một thôi. Vâng, một bài heal lớn dành cho game thủ Nú một lùa về và có quả phụ nữa là tươi. Đánh 7C xem cho sướng, may quá hôm nay chiếc boy bạn nó gọi về, may quá. Đánh 7C thì chắc em cũng tắc thở mà thôi. Rồi, nếu như chiếc boy về thì em sẽ tham vào thay chiếc boy đánh tiếp 2C cuối. Vâng, một bài heal gồm có 6 con. Thiết kế chiếc E đầu tiên ở cánh rừng và sẽ đi bắt đầu đi đập lô tìm bãi quả phụ. Kami vào đánh thật sự, nếu như mà em cầm sen là em đánh luôn đấy. Chứ em cầm sen là em đánh luôn đấy. Vâng, bãi quả phụ dành cho game thủ No Mook. Ngon rồi, một bài hiệu lớn về nhà và bãi quả phụ dành cho game thủ Compan. Minoan cũng là bài khỏe và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, bật kèo dành cho đội viên của phía Game TV. Bài hiệu dành cho game thủ No Mook cực kỳ tươi. Anh Tiên tối quay xem cường nữa không hay anh vơ? À, anh quay à? Ok. Thực ra em làm dự đoán thì em cũng Kami tên nghe giống diễn viên GV. Thực ra em học vâng, em xin giới thiệu một chút bản thân em, đó là em học Bách khoa Hà Nội, khoa công nghệ thông tin Việt Nhật, vâng, liên kết với Nhật, em học tiếng Nhật. Vâng, Kami đấy là từ dịch ra ở tiếng Nhật, tên vâng dịch ra tiếng Việt có nghĩa là một vị thần. Kami Sama là thượng đế, còn Kamikaze đó là thần gió. Ngày hồi rất lâu rồi thì ở nền đế chế của Việt Nam chúng ta cũng có một game thủ lấy tên là Kamikaze. Vâng đó, nghe tiếng Việt đó là thần gió. Kami vâng đứng riêng nó là chỉ là một vị thần mà thôi. Kích đời, vâng chúng ta quay trở lại trận đấu này, một trận đấu kích ở 959 với 18 dân phản. Ăn tranh với cả game thủ Ngoại, nhưng đây là một trận đấu mà không hề có vấn đề gì. Quả phụ vẫn đang được khai thác dành cho game thủ nước 1. Chiến thắng là rất gần đến, rất gần dành cho các đội viên của bên phía team GameTV trong trận đấu này rồi.
Vâng, Kame thì là con rùa. Anh em nhớ nhá, Kame là con rùa, Kami là thần, Kame là con rùa. Kamizoko đấy là những là ông tác giả, ông ấy vâng lấy ý tưởng từ con rùa ra thôi để thành chữ Kamizoko. Thực ra lúc đầu vâng Kim nhà sách xuất bản Kim Đồng dịch là Kamizoko, thực ra cái chữ lực của nó chỉ là Kame thôi. Kame rất là rùa. Kami Ozawa, vâng Ozawa thì đơn giản là tên riêng thôi. 19 thứ 24, ôi nó còn lọt, mày quá. Thứ tư, bao em xin em thứ tư. Không, không, nó đã hỏi. Nó đã hỏi tiếng Nhật. Quá. Anh em đang hỏi em tiếng Nhật. Vâng. Anh em, vâng, em cũng biết khá nhiều tiếng Nhật đấy. Vâng, nếu như anh em tự học tiếng Nhật thì em cũng biết em cũng đã đỗ được nửa bài tiếng Nhật, không phải dạng vừa đâu. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu này thôi. Một trận đấu mà game thủ cầm quả mì đàn kích ở 959, 20/32. Còn lạc đà công giáp đầy đủ đang chạy thẳng vào nhà của game thủ Tommy tức 9 cộng. Đây là một trận đấu mà game thủ cầm cho Son hay Yamato gì đấy không thể ăn được vàng. Và vớ vẩn là nó bay luôn. Vâng, đây là một trận đấu mà game thủ cầm. Vâng, bởi vì cho Son và Yamato là những loại quân mà vâng nhà rất giống nhau, tôi không phân biệt được. Nhưng đây là một trận đấu mà màu 8 không ăn được vàng. Màu 6 công phu, dự là màu 6 sẽ là game thủ cầm cho Son. Yamato công phu với nhà game thủ cho Son công phu với nhà game thủ cầm bàn. Nhưng Yamato đã hết dân ăn vàng trong tình huống này. Đây là một trận đấu mà cửa thắng cực cao dành cho thành viên bên phía GTV. Chị Boy lên cung A chưa, chúng ta đến với màn hình máy của game thủ Hello Chị Boy. Vâng, cung A một đáo. Vâng, đã khung nhà. Quay trở lại với máy của game thủ đồng 1. Vâng, bị phú mất con lạc đà. Thôi. Sao tự dưng đang thắng thằng thua này nhỉ? Vâng, người ta gọi là đang thắng thành thua đấy. Giờ này bị công ca vỡ nhà vỡ vật nát. Một bài đáng chấn như những từ game thủ nó một tự dưng. Vâng, một tân chiến yêu tới từ game thủ nó một trong tình huống mình hú một con lạc đà cái thì mọi thứ đến đổi chiều hoàn toàn. Vâng, đây là tình huống công phu đến từ đây là thủ phù đến từ game thủ nó một cho nhà của game thủ Chibo. Chibo đang rất cẩn thận đánh một bài vâng thủ phù trong tình huống này. Vâng, đã đỡ được con ca. Vâng, một thế trận mà tôi nghĩ rằng vẫn là tươi. Vâng, đây là con lạc đà. Lạc đà gì thế này? Vâng, con lạc đà phản chủ thật. Con lạc đà của đội 1. Vâng, con lạc đà của đội 1 quá khó chịu. Vâng, pha công phu đến từ game thủ cầm cho Son. Để anh thắng thì tôi có cảm giác rất thôn. Rất thôn. Vâng, ai đỡ được tờ ba con phù này vào nhà của game thủ Chibo là tươi. Vâng, bị phù trong tình huống này. Cung A hai áo đã có. Vâng, người ta chỉ toàn vâng đây là con cung A đã bị hóa hình. 23/68, vâng Chibo có thể thủ nhà được là tươi. Vâng, sọc đơn của game thủ nó một cần phải mang sang đây ngay. Vâng, nó một mang con sọc đơn ra đi em. À quên anh. Vâng, rất nhiều dân của game thủ Hồng Anh cũng đã nằm xuống. Vâng, trận này thắng rồi, thắng rồi. Vâng. Vâng, cảm giác khó thở quá anh em ạ. Vâng, xem màn hình máy của Chibo bị công ca sợ quá. Nhưng thôi, trận này có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, lại công ca. Có phù không? Vâng, Hồng Anh phí dần. Đây là 4 con cung này. Vâng, điều A tốt rồi. Vâng, thắng rồi. Chúng ta sẽ có một chiến thắng dành cho thành viên của bên phía Game TV trong trận đấu cuối cùng của Solo Run. Tuyệt vời. Vâng, mặc dù là cũng hơi nhức đầu ấy. Cũng có những lúc là những tưởng rằng sẽ bị bật khi mà vâng nó một bị hú con lạc đà và tham lai chỉ còn 17 bẫy vải không ăn được. Nhà chiếc bò thì bị công ca không bánh xe và cung A chỉ là một áo. Vâng, rất may mắn rằng đây là một trận đấu một game thủ nó một cũng đã thi đấu tốt với một bài bằng sóc sọc đơn. Ok, và trận đấu cuối cùng chiến thắng dành cho thành viên của Game TV. Chung kết lại, chúng ta có một chiến thắng 3-2 trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Vâng, và trận đấu vừa rồi cũng là trận đấu cuối cùng kết thúc buổi giao hữu ngày hôm nay của Game TV. Vâng, và xin phép tất cả mọi người là buổi thứ tư Game TV xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn những hàng tài trợ, nhãn hàng Newman, nhãn hàng Golden Field và thay mặt Ekip Game TV Studio cũng xin cảm ơn nhãn hàng. Cái gì? Không nghỉ á? Được nghỉ rồi. Nghỉ đi đánh nó xem.